Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Chiến binh người Anh Jordan Chadwick, 31 tuổi, đến Ukraine vào đầu tháng 10 năm 2022 và chiến đấu trong hàng ngũ quân đoàn quốc tế được ép thành lập để chống lại quân đội Nga. Anh được phát hiện chết dưới nước với hai tay bị trói sau lưng. Cho đến nay, gia đình của chiến binh này vẫn chưa biết lý do và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của anh. Mẹ của Chadwick, bà Brenda Chadwick nói với BBC rằng gia đình bà rất đau buồn trước cái chết đột ngột bí ẩn và không rõ ràng của con trai trên chiến trường Ukraine. Quân đội quốc tế Ukraine đã hồi hương thi thể của ông vào ngày 7 tháng 8. Vào ngày 26 tháng 6, bà Chadwick được cảnh sát Lancashire thông báo rằng con trai bà đã bị giết. Văn phòng nước ngoài, Khối Thịnh Vượng Trung và Phát triển FCDO đã liên lạc với bà Chadwick vào hôm sau để xác nhận thông tin. Tuy nhiên, không ai có thể giải thích cho bà lý do và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của dâu. Sẽ có một cuộc điều tra được tổ chức để tìm ra nguyên nhân cái chết của Chadwick, giới chức Anh khẳng định với bà Chadwick. Giới quan sát cho rằng mục đích của cuộc phản công của Ukraine không phải là đánh bại Nga, mà là thuyết phục phương Tây rằng việc duy trì ủng hộ cho Kiev là xứng đáng. Cuộc phản công của Ukraine đã diễn ra một vài tháng, nhưng hy vọng của nước này nhằm đạt được đột phá nhanh chóng và mang tính quyết định đang phai nhạt dần. Ukraine đã tiến hành kế hoạch phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát, đặc biệt là ở phía Nam vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, Kiev chỉ giành được thành quả hạn chế và phải trả một cái giá đắt. Khi các lực lượng của Ukraine tấn công thăm dò điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga, thì Moscow cũng tiếp tục tìm cách đạt được thành quả và tiến công theo hướng thành phố Kubiansk. Giới quan sát cho rằng tình hình xung đột năm nay hoàn toàn khác khi quân đội hai bên bị cuốn vào những cuộc giao tranh tiến triển chậm và không có dấu hiệu kết thúc. Giao tranh hiện nay tập trung ở phía đông và phía nam, với việc các lực lượng của Kiev đang cố gắng xuyên thủng phòng tuyến kiên cố được chuẩn bị trong nhiều tháng của Nga. Tại mặt trận Zaporizhia ở phía nam, những thành quả khiêm tốn của Ukraine ở khu vực nông thôn đã bị cản trở bởi hệ thống phòng thủ của Nga. Các lực lượng của Moscow đã củng cố phòng tuyến bằng các bãi mìn, bẫy và chiến hào chống tăng. Khu vực này là mục tiêu chính của Ukraine bởi việc tiến sâu vào đây cùng với hai mũi tiến công còn lại sẽ tạo cơ hội để cắt đứt hành lang trên đất liền của Nga nối bán đảo Crimea với vùng Donetsk ở phía đông. Vào cuối tháng 8, quân đội Ukraine đã giành được làng Robotai, một bước tiến đưa họ đến gần hơn việc có thể sử dụng pháo binh để tấn công vào vùng trung tâm tốc mát chiến lược. Dù vậy, các lực lượng của Kiev vẫn còn một chặng đường dài để đến được đây. Ukraine đã giành lại một số khu vực gần thị trấn verica Novosibirsk ở tiền tuyến. Vào tháng 6 trong tuần thứ hai của cuộc phản công, Kiev đã giành được một số ngôi làng gồm Nekun, Balahodatne và Makarivka. Gần đây hơn, các lực lượng này đã kiểm soát thêm một số ngôi làng nữa là Staromajok và Urostrayna, nhưng tiến triển vẫn diễn ra chậm. Quân đội Nga đã tiến hành một số cuộc phản công. Verika Novosilka là mục tiêu của các cuộc pháo kích trong một năm rưỡi qua. Để đối phó với các cuộc không kích của Moscow, Kiev đã kêu gọi phương Tây cung cấp tiêm kích F-16 và các phương tiện hỗ trợ trên không. Thị trấn Orykov cũng nằm trên làn danh lửa đạn. Trong khi vẫn thuộc sự kiểm soát của Ukraine, thì thị trấn này liên tục đối mặt với các cuộc không kích. Nằm cách Zaporizhia 60 km về phía đông nam, Orykov mắc kẹt giữa một bên là các lực lượng của Kiev đang tiến công về phía nam và một bên là quân đội Nga đang tăng cường củng cố các vị trí. Ukraine đang cố gắng giữ Kubian ở khu vực Kharkiv. Thành phố này từng do Nga kiểm soát vào những ngày đầu cuộc xung đột, nhưng sau đó Ukraine giành lại vào tháng 9 năm ngoái trong cuộc tấn công chấp nhoáng. Hiện nay, Nga đang cố gắng giành lại nó lần thứ hai. Vào tháng 8, Ukraine đã ra lệnh sơ tán thành phố và khu vực xung quanh, đánh dấu đợt sơ tán lớn thứ hai trong nhiều tháng và là dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Với quân đội Ukraine, Kubian có ý nghĩa chiến lược trong việc ngăn cản Nga giành được quyền tiếp cận Oskil gần đó, nơi dễ vượt qua hơn nhiều so với tiến xa hơn về phía Nam. Hiện nay, thành phố Bakhmut ở phía đông vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau cuộc giao tranh đẫm máu kéo dài suốt 9 tháng trong khi Ukraine tiếp tục nắm giữ một số khu vực ở ngoại ô phía tây nam của thành phố. Ukraine cho biết giao tranh ở đây vẫn chưa kết thúc. Theo phía Kiev, bằng cách đó, họ đang buộc Nga phải dồn nhiều quân hơn vào khu vực này, đồng thời kéo lực lượng của Moscow khỏi các mặt trận khác thị trấn Abdiivka ở khu vực Donetsk, nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, cũng chứng kiến những cuộc giao tranh dữ dội thời gian qua. Phần lớn thành phố này đã bị phá hủy và hầu hết dân thường đã sơ tán. Thời gian của Ukraine đang cạn dần khi mùa thu sẽ khiến thời tiết tồi tệ hơn và những điều kiện giao tranh ngày càng thách thức. Vì những lý do chính trị và chiến lược mà sức ép đặt lên Ukraine để đạt được đột phá không ngừng gia tăng. Mặc dù không phải là một thành viên của NATO, nhưng Ukraine được cung cấp mức độ hỗ trợ quân sự chưa từng có trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, khi xung đột kéo dài, liệu mục tiêu chiến lược của phương Tây và Ukraine có còn thống nhất? Nếu không, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bất chấp những tuyên bố chính trị mạnh mẽ, hầu hết các quốc gia đều bị chi phối bởi các lợi ích của mình. Ngày 8 tháng 9, Tổng thống Zelensky cảnh báo các đợt vận chuyển vũ khí chậm hơn của phương Tây đang đe dọa cuộc phản công của nước này, đồng thời kêu gọi các đối tác hỗ trợ nhiều vũ khí tầm xa mạnh mẽ hơn để đẩy lùi các lực lượng của Nga. Tất cả quá trình đang trở nên phức tạp hơn và chậm hơn, từ trừng phạt tới việc cung cấp vũ khí, cuộc xung đột càng kéo dài, người dân càng phải chịu đựng nhiều, ông Zelensky nói. Trong khi đó, Nga đang có một số lợi thế, quân đội Nga lớn hơn đáng kể so với Ukraine và mặc dù bị phương Tây cô lập, cũng như sự trừng phạt, nhưng Moscow vẫn đủ sức duy trì nền kinh tế và sức chiến đấu trong xung đột tiêu hào. Giới quan sát cho rằng việc đẩy lùi Nga khỏi lãnh thổ trong một kế hoạch mang tính quyết định không thể xảy ra giữa bối cảnh Moscow đã củng cố các vị trí và thích nghi với tình hình chiến trường. Thay vào đó, cuộc phản công của Ukraine dường như nhằm gửi đi tí tín hiệu tới các nước phương Tây rằng sự hỗ trợ quân sự và tài chính của họ là không vô ích. Tờ New York Times công bố mới đây, Đức đã gửi 10 xe tăng Leopard 1A5, vũ khí có từ thời chiến tranh lạnh và từng bị lưu kho, cho Ukraine vào tháng 8. Xe tăng Leopard 1A5 được hãng Poster thiết kế và được công ty Krauss-Rau sản xuất ở Tây Đức. Xe tăng Leopard được đưa vào sử dụng từ năm 1965 và được quân đội Đức triển khai lần cuối vào năm 2000. Mẫu Leopard 1A5 được phát triển vào những năm 1980. Kể từ đó, nhiều chiếc Leopard 1A5 đã được cất trong các nhà kho ở khắp châu Âu, cho đến khi chính phủ Đức chấp thuận tặng lại chúng cho Ukraine vào tháng 2. Theo New York Times, hơn 100 chiếc Leopard 1A5 sẽ được chuyển tới Ukraine sau khi chúng được tân trang lại. Giới chuyên gia và quan chức Đức cho rằng, dù đã cũ nhưng xe tăng Leopard 1A5 vẫn được xem là vũ khí hữu ích. Trung tướng Andrei Admalow, người giám sát chương trình huấn luyện của Đức cho binh sĩ Ukraine cho biết, khác với nhiều xe tăng cũ đang được sử dụng ở Ukraine, xe tăng Leopard 1A5 của Đức có khả năng hoạt động ban đêm và hệ thống vũ khí ổn định. Kể từ tháng 2, các đội xe tăng Ukraine đã được huấn luyện ở Đức về cách vận hành xe tăng Leopard 1A5 cùng các hệ thống vũ khí quan trọng khác mà Berlin đã tài trợ cho Kiev. Những đội xe tăng của Ukraine được huấn luyện 6 ngày một tuần trong 6 tuần tại Đức trước khi trở về nước. Kênh truyền hình ABC dẫn các nguồn tin tiết lộ Mỹ có thể đưa hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atax MS vào gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine. Một quan chức Mỹ chia sẻ, các hệ thống Atax MS sẽ tới song kế hoạch cung cấp loại vũ khí này cho Washington có thể thay đổi. Nguồn tin này cho biết Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng và Ukraine có thể chờ vài tháng nữa mới được nhận Atac MS. Trước đó, hôm 29 tháng 6, The Wall Street Journal, WSG, dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết Washington có thể chấp thuận gửi hệ thống tên lửa này cho Ukraine. Theo nguồn tin WSG, Nhà Trắng nhận thấy phải khẩn trương tăng cường khả năng quân sự cho Ukraine sau nhiều tuần nước này tiến hành cuộc phản công, song vẫn không mang lại lợi thế trên thực địa. Tên lửa ATACMS có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 300 km, có thể bắn tới các cơ sở sâu bên trong nước Nga. Tên lửa này cũng có thể được phóng từ bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, vốn được Washington cung cấp cho Kiev. Đến nay Mỹ vẫn chưa cung cấp các loại vũ khí tầm xa hơn cho Ukraina. Tháng 7 năm ngoái, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói chính quyền của tổng thống Joe Biden sẽ không bao giờ cung cấp cho Ukraina những loại vũ khí như vậy vì có thể kích động một cuộc xung đột rộng lớn hơn nếu được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga theo nguồn tin của WSG, việc cung cấp tên lửa ATACMS đang chờ phê duyệt ở cấp cao nhất. Nhà Trắng có thể thay đổi quan điểm về vấn đề này. Các quan chức châu Âu cũng cho biết họ đã hối thúc Mỹ về nhu cầu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine nói với WSG rằng Kiev đã nhận được những dấu hiệu tích cực về vấn đề này trong những tuần gần đây. Vào đầu tháng 6, nhóm các nhà lập pháp Mỹ thúc giục Tổng thống Biden cung cấp vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine, bao gồm cả ATACMS. MS kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, các nước phương Tây đã cung cấp cho Kiev các loại hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa phòng không, hệ thống phóng rocket đa nòng, xe tăng, pháo tự hành và súng phòng không. Từ lâu, Ukraine đã yêu cầu các đồng minh phương Tây viện trợ cho nước này các loại tên lửa tấn công tầm xa có thể đánh vào vùng hậu cần của Nga nằm cách xa chiến tuyến. những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại